Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, tôi sẽ nói cho quý vị và các bạn biết một cái vấn đề nó rất là phổ thông, nó rất là nhiều. Tuy nhiên nếu trong trường hợp mình không hiểu được vấn đề thì rõ ràng mình sẽ bị thiệt hại. Đó chính là vấn đề hợp đồng chuyển nhượng ký ủy quyền. Thưa quý vị và các bạn, tôi sẽ đơn cử cho quý vị và các bạn hai trường hợp. Còn cái việc như thế nào thì để các bạn tự suy nghĩ. Trường hợp thứ nhất là tôi tham gia một cái vụ kiện tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng tại tòa án với tư cách là người nhận chuyển nhượng. Nội dung nôm na nó như vậy, quý vị và các bạn. Bà khách của tôi, bà mua một miếng đất thông qua cái bà A. Và khi mua một miếng đất thì sang tên đăng bộ hoàn tất thì không có giao đất được. Cho nên bà quyết định bà khởi kiện buộc cái bà A đó phải có nghĩa vụ giao đất cho bà. Thì trong cái quá trình đi kiện tụng ở tòa, kiện cái bà A đó, thì họ mới biết một cái vấn đề rằng là bà A là người nhận ủy quyền để chuyển nhượng quyền sử dụng đất của một người chủ thực thụ. Câu chuyện nó lồng ghép là như thế này. Một cái người dân vùng quê, họ được bà A cho mượn một cái số tiền là 20 triệu đồng. Và khi mà người bà A này bà cho mượn, bà nói rằng là thôi, dì cho con mượn cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, dì ra dì làm cái ủy quyền cho con. Trong cái nội dung ủy quyền thì bà chủ đất bà không biết. Dì ủy quyền cho con rằng con làm gì con làm, con mượn giấy tờ gì trong vòng 2 năm. Dân vùng quê mà quý vị và các bạn, ai mà nói mà cho mình mượn tiền, thôi giấy đất để nhà cũng đâu có làm gì đâu, thôi cho mình mượn tiền mà lại không có lãi suất nữa. Ừ, ok, tao cũng cần tiền để mà giải quyết một số công việc cá nhân, thì thôi mày cho tao mượn đi, rồi 20 triệu thì sau này 2 năm thì tao trả lại mày. Mày thì mày cần cái giấy chứng nhận quyền xuống đó. Một cái tư tưởng của cái người vùng quê, một cái người phụ nữ nông thôn, họ chỉ nghĩ đơn giản là như vậy. Và họ đã cùng nhau ký đến phòng công chứng để ký một cái hợp đồng ủy quyền. Trong đó có nội dung là bên B, tức là bà A, được toàn quyền mua bán, tặng cho, sang nhượng, vay vốn ngân hàng, những cái quyền theo quy định của pháp luật. Và chuyện gì đến thì đã đến. Bà A này, trong cái phạm vi của mình được ủy quyền, bà đã bán cho vị khách hàng của tôi. Sâu chuỗi lại toàn bộ cái vấn đề nó là như vậy, quý vị và các bạn. Bà chủ đất, bà được bà A cho mượn, không qua vay nha bà, mượn, tức là trả đúng cái số tiền đó trong thời hạn 2 năm. Và các bên chỉ nói với nhau bằng miệng. Còn thì cái chủ đất này đến phòng công chứng ủy quyền cho bà A được toàn quyền định đoạt. Và trong thời gian này thì trong cái nắm được cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nắm được cái hợp đồng ủy quyền thì bà A đã bán cho khách hàng tôi. Kết của một cái câu chuyện cũng rất là nhân văn. Và cái vị thẩm phán đã cố gắng và thật cố gắng, cùng bản thân luật sư cũng cố gắng để kéo lại gần nhau. Cái số tiền 20 triệu trong thời hạn khoảng 5-7 năm gì đó thì phía bên người chủ đất họ đồng ý trả. Còn phía bên cái người nhận chuyển nhượng, tức là phía khách hàng tôi, họ cũng đồng ý cái thiệt hại. Nó nhỏ hơn số tiền mà họ bỏ ra, họ nhận chuyển nhượng, họ mua đó quý vị. Và kết thúc một cái câu chuyện nó cũng rất là nhân văn. Vậy thông qua cái câu chuyện này,
chúng tôi nói được cái gì nếu chúng ta là người ủy quyền, chúng ta là người chủ đất thực sự, thì khi một ai đó cho chúng ta vay tiền, cho chúng ta mượn tiền và nói là mượn giấy, thì khi ký bất cứ một cái giấy tờ gì đó, chúng ta phải thật tỉnh táo để tránh trường hợp là bây giờ mình chỉ lấy 20 triệu nhưng cái miếng đất của họ là 500 triệu. Câu chuyện đó để quý vị và các bạn tự suy nghĩ, nếu trong trường hợp người nhà, người thân của quý vị, những cái người mà chưa từng bao giờ đến với các cơ quan nhà nước, chưa bao giờ cầm những cái số tiền lớn và bị rủ rê, bị dụ dỗ để ký cái hợp đồng chuyển nhượng thông qua cái hình thức ủy quyền. Và nói thiệt với quý vị và các bạn, trong hơn 10 năm hành nghề, có những cái đau xót, có những cái đêm nhận cái tư vấn về mất ngủ. Tại sao cái kiến thức của người dân Việt Nam lại thấp đến mức độ như vậy? Và lợi dụng cái những cái cơ hội, và người ta lợi dụng cái việc mà pháp luật có cái ủy quyền đó, và người ta đã bước những cái bước dài và người ta được hưởng lợi trên cái sự không am hiểu pháp luật. Một trường hợp nữa nha quý vị và các bạn, ông A, ông đến ở một vùng quê, ông nói rằng ông mua đất, thì cò lái dắt mối, dịch vụ, mấy anh em dịch vụ dắt, và người buôn người bán gặp nhau. Tuy nhiên rằng là cái bên chủ đất, cái bên bán, bên chuyển nhượng, họ bảo rằng là giấy tờ họ thì chưa làm xong. Mà quý vị và các bạn biết rồi, nếu chưa làm xong thì làm sao để ký một cái hợp đồng chuyển nhượng được. Do đó các bên đã nhờ cái dịch vụ nó gọi là nó sáng tác ra, và phía bên ông A đã giao cái số tiền 1 tỷ đồng cho bên người bán, người chuyển nhượng. Mình mua mà, nhưng mà không có mua bằng cái hợp đồng chuyển nhượng ở phòng công chứng, mà mua bằng hình thức ủy quyền. Tuy nhiên là cũng rất là may mắn là khi mua như vậy thì các bên có lập một cái giấy giao nhận tiền. Chuẩn không quý vị? Hai bên giao nhận một cái số tiền 1 tỷ đồng để thực hiện cái giao dịch này. Thì sau khi mà vài tháng sau, nghe ông kể rằng là vài tháng sau thì ông có liên hệ được với cái người bán. Thì lúc này cái giá đất nó lại cao lên và người bán không đồng ý. Họ bảo rằng họ đã khởi kiện đến tòa và họ bảo rằng họ hủy cái hợp đồng ủy quyền. Họ không đề cập đến cái vấn đề cái số tiền nhận tiền, mà chỉ yêu cầu hủy hợp đồng ủy quyền. Thưa quý vị và các bạn, qua hai cái ví dụ, một cái ví dụ người không am hiểu pháp luật ủy quyền cho một người nào đó để họ lợi dụng cái cơ hội, lợi dụng cái sự không hiểu biết pháp luật ủy quyền toàn bộ để cho người được ủy quyền định đoạt toàn bộ cái quyền sử dụng đất của mình. Và một cái ví dụ thứ hai là người mua, người nhận chuyển nhượng là người mua thực tế, tuy nhiên vì một cái lý do đất đang cắm ở ngân sổ, đang cắm ở ngân hàng, vì lý do là chưa hoàn thiện về mặt giấy tờ, vì lý do gì đó mà họ phải mua thông qua một cái hình thức ủy quyền, thì tôi cho rằng cả hai đều có rất rất nhiều những cái rủi ro. Thông qua cái video này thì tôi muốn quý vị và các bạn phải thật tỉnh táo trong trường hợp mình là người nhận chuyển nhượng. Khi mình mua, động tác rất là cơ bản, mình đến phòng đăng ký quyền sử dụng đất, phòng tài nguyên môi trường,
mình hỏi cái thửa đất có phải chính chủ không, có sổ chưa. Còn nếu như trong trường hợp mình mua mà ký ủy quyền, dạ thưa tôi không mua, anh Hoa hoàn tất về mặt giấy tờ đi, tôi mua. Tôi mua tôi phải nắm cái cán, chứ tôi không nắm cái lưỡi. Rồi sau này, và quý vị và các bạn phải đi theo những cái vụ kiện. Mình có tiền mình đầu tư, mình phải tránh và hạn chế đến mức thấp nhất những cái rủi ro. Nếu như trong trường hợp với số tiền 1 tỷ này, quý vị và các bạn sẽ đầu tư miếng đất ở vị trí số 1, không được thì quý vị lấy tiền đó quý vị đầu tư vị trí thứ 2. Sau khi sang tên đăng bộ qua tên mình thì mình 1 năm, 2 năm, 1 tháng, 2 tháng được sống, mình có tiền mà. Mình phải đầu tư một cách khôn ngoan. Còn trong trường hợp quý vị là và các bạn là những người chưa bao giờ tiếp cận giấy sổ đỏ, mình để ở nhà, mình cất tủ, bao giờ mình cũng kẹt tiền, thì mình hãy rất là tỉnh táo. Nếu trong trường hợp có một cái dịch vụ cò mối lái, dịch vụ gì đó, họ bảo rằng họ cho mình vay 100, 200, 300 với cái lãi suất, thì chúng ta cũng nên thật thận trọng. Ừ, bây giờ mình kẹt tiền thiệt, bây giờ mình đem cái dây đó mình đến một cái văn phòng luật sư nào bất kỳ trên cái địa bàn của mình, bên người cho vay á, người cho mượn á, họ đưa cho tôi số tiền như thế này và họ bảo rằng là tôi chỉ mỗi một cái việc là đưa cái giấy tờ đỏ cho họ, ký cái gì đó, 2 năm sau tôi sẽ được trả lại nguyên vẹn cái sổ đỏ. Nhưng quý vị và các bạn nhớ nhé, khi đưa dễ lắm, nhưng khi đòi không phải dễ. Và video sắp tới tôi sẽ nói cho quý vị và các bạn về hợp đồng hùn vốn, cũng liên quan đến cái trường hợp gọi là chuyển nhượng đó, thông qua hợp đồng hùn vốn. Quý vị và các bạn đón xem nhé.